Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Sáng hôm nay thì em cũng có công việc đi lên huyện Châu Thành ha. Thì trên đoạn đường đi thì em cũng sẽ ghi hình một tí về cảnh nhộn nhịp buổi sáng của bà con ở Bến Tre để anh chị mình cùng xem ha. Trước mặt em đây là con đường mình sẽ đi vào khu công nghiệp An Hiệp anh chị. Ở đây là đang là xã An Hiệp ha. Buổi sáng thì cảnh bà con bắt đầu mình đi làm, rồi các cái chợ nhóm, chợ nhỏ, chợ xã, buôn bán cũng rất là đông. Nên là em sẽ ghi hình một tí để anh chị mình cùng xem ha. Bên đây thì có một cái quán cà phê nhỏ nhỏ, rồi người ta cũng bán đồ ăn sáng rồi đó anh chị. Ở bên kia cũng là một cái quán cà phê ha, bên tay trái ha. Bên tay phải thì cũng là một quán cà phê nè. Thường công việc á, mà thường á thì bắt đầu công việc á là 7 giờ tới 7 giờ rưỡi. Thì sáng á, thì người dân họ thức rất là sớm, tầm 5 mấy 6 giờ thì họ ăn sáng và uống cà phê để mình có sức khỏe mình đi làm ha. Rồi những người buôn bán thì người ta cũng sẽ đi rất là sớm để người ta đến các chợ nhóm, chợ xã để mà mình bán cho người dân, người dân mua đồ để về mà mình làm thức ăn nào đó anh chị. Thường các con đường mặt tiền thì bà con mình sẽ bán dọc hai bên mặt tiền luôn nữa anh chị. Các con đường phố để bà con đi làm đó nên là rất là nhộn nhịp anh chị. Dòng xây ngã tư Tân Thành á, mình đi lên tới xã Tiên Thủy á, là mình sẽ đi ngang xã Sơn Đông của thành phố Bến Tre, rồi mình đến xã Sơn Hòa là của huyện Châu Thành, rồi mình đi lên An Hiệp rồi bắt đầu mình mới lên đi ngang các xã như là Tiên Thủy, rồi đi lên Tiên Long. Còn cái hướng mà ở Thành Triệu thì mình sẽ đi ngang Thành Triệu, rồi mình sẽ đi ngang Phú Túc, rồi đi ngang Phú Đức. Châu Thành là một xã, Châu Thành là một cái huyện rất là rộng. Ở Châu Thành thì ở An Hiệp mình là có khu công nghiệp An Hiệp nè, rồi ở trên xã Giao Long cũng có khu công nghiệp Giao Long. Hai khu công nghiệp rất là lớn ở bên kia. Có những khu công nghiệp này thì người dân họ sẽ có công việc để làm rất là đỡ chị, nhưng mà cũng không có đủ đáp ứng công việc cho người dân ở Bến Tre mình, nên là người dân nhiều khi họ cũng đi Sài Gòn, Bình Dương, Tiền Giang, Long An đi làm, bà con đi làm xa rất là nhiều. Bên đây là cũng có một cái quán ăn sáng nè, bên này bún bò Huế bên canh, rồi cũng có một số mặt tiền thì người ta cũng sẽ bán một tí đồ gì đó, bán như là tạp hóa, đồ ăn nào đó anh chị, bán thêm thôi. Có quán hủ tiếu Năm Phương, trước em cũng hay ghé ăn ở quán ở đây. Rồi ở đây thì mình sẽ có một cái ngôi chợ. Ngôi chợ ở đây thì
nằm ở dưới ngay chân cầu Tiên Thủy anh chị. Nhưng mà chợ ở đây là như là cái chợ nhóm nhỏ ngày xưa, rồi bắt đầu nhờ clip quen thì nó thành, nó lớn dần lên, chứ chợ ở đây như là chợ cũng không có tên. Các chợ xã ở Bến Tre mình thì họ sẽ họp khoảng từ 5-6 giờ sáng, họ họp cho tới 10 giờ là hết rồi. Lúc trước đây là cây cầu này là cây cầu gọi là cầu Tiên Thủy, bây giờ đổi là thành cây cầu Thành Triệu đây thì. Nhưng mà khúc ở bên này là vẫn còn là của xã Tiên Thủy nè. Mình quẹo vào bên trong đây là của xã Thành Triệu. Ở đây có cái bảng xã nông thôn mới Thành Triệu đây. Chợ quê ở Bến Tre thì có điều nó cũng rất là lạ anh chị, có nhà lồng, có chỗ ngồi đồ nó rất là cao ráo sạch sẽ, thì người dân họ lại không thích ngồi ở bên trong đó, họ đa phần là mình sẽ bán ở ngoài lề đường, em hay gọi là chợ chầm hổm đó anh chị. Họ bán lề đường làm như là có thể là chưng hàng quá đồ ra thì bà con ngoài mặt tiền đi thì dễ thấy hơn, với ở ngoài thì chi phí rồi cũng rẻ hơn nữa anh chị. Con đường này thì lúc này nó hơi xấu nên là đổ đá chắc để mà mình chuẩn bị cán bê tông lại đây, bị cán nhựa lại. Đến trường, còn người lớn thì mình sẽ đi làm kiếm sống. Các cô chú lớn tuổi thì mình cũng bán thêm vé số để kiếm thêm thu nhập để phụ gia đình. Công việc mà đi bán vé số thì nó tương đối là nhẹ nhàng hơn, nhưng mà đi bộ đồ rất là nhiều, có một số người lớn tuổi nhiều khi họ đi cũng không có nổi. Nhưng mà vì cuộc sống thì họ cũng phải cố gắng mình đi để mà mình bán một ngày khoảng chừng 50 vé, mình kiếm 50 ngàn để đủ một mình sinh hoạt anh chị. Em thì em nghĩ khoảng nay khoảng cỡ chừng 20 ngày hơn rồi anh chị. Tại vì là mấy rày sức khỏe cũng không có được tốt lắm, còn có thể là do là đi nhiều quá rồi xương khớp bắt đầu là nó muốn lão quá rồi anh chị, nên là em cũng hơi bị đau cái chân á, nên là em cũng đi khám bệnh rồi uống thuốc rồi mình dưỡng bệnh. Rồi khi nào mà tới nay thì bắt đầu là cũng đỡ đỡ phần nào rồi, nên là bắt đầu đi làm lại. Thật sự thì công việc mình đi làm mỗi ngày thì rất là vui chị, còn ở nhà hoài thì nó cũng buồn lắm. Đâu có đâu phải như mà muốn ở nhà ăn hay không, nó chán chết luôn. Bữa nay thì cái chân em nó cũng đỡ đỡ rồi, nhưng mà nếu mà em đi nhiều quá thì nó lại tê tê chân, đau chân nữa.
nên là em cũng đi làm ít ít chứ cũng không dám đi, không dám đi nhiều quá, đi bộ nhiều quá thì nó sẽ bệnh lại ha. Ở trước thấy có một cái chỗ mà tao bán như là bánh tráng trộn đâu đây đó. Đó là người ta bán cặp ở lề đường, người ta có xe tải người ta chở đến rồi người ta dựng một cái dù nho nhỏ thôi rồi người ta bán đại dọc ngoài lề đường vậy đó anh chị. Ông trời bắt đầu là có ánh nắng lên tí là bà con ai nấy túa nhau đi kiếm sống kiếm cơm. Đến đây thì là mình sẽ đi đến gần ngay chỗ chợ Thành Triệu anh chị. Chợ Thành Triệu thì có hai cái nhà lồng, một cái nhà lồng cũ và một cái nhà lồng mới bên phía tay trái bên đây ha. Nhưng mà nhà lồng thì làm như là không có đủ chỗ để bà con buôn bán hàng sao đó. Mà cái con đường này nè anh chị thấy rất là đông, họ bán hai bên mặt tiền. Đây là hai cái ngôi chợ ha. Đó. Còn ở đây là con đường mặt tiền này là bà con bán dọc ở ngoài lề đường đây nè. Đó, hai bên mặt tiền. Ngồi ngồi tùm húm vậy chứ mà bà con bán như vậy thấy là như là vui với dễ bán hơn anh chị. Bên đây cũng có rau cải rồi nè. Tí là thông thoáng liền à anh chị, chứ cũng không có mà bán nhiều ha. Tại vì bây giờ ở đâu cũng có một cái ngôi chợ hết trơn nên là nó tương đối là bảo hòa với nhau. Chợ xã rồi các chợ nhóm gì đó, họ sẽ phục vụ cho bà con ở lân cận với nhau hết. Chị thấy từ ngôi chợ ở chợ Thành Triệu thì mình đi khoảng chừng 50m, 100m thôi là bắt đầu là ra khỏi chợ là rồi là thưa liền. Con đường Thành Triệu này là mình đi tới tí là mình sẽ đi tới ngay xã Phú Túc. Nếu mà mình quẹo trái lên là mình đi lên xã Phú Đức rồi mình đi lên hướng Tiên Long rồi đi lên xã Tân Phú rồi. Trước cửa nhà hoặc là vài trái ổi, trái bưởi, trái cam, trái quýt gì đó trước định là để trước cửa nhà thôi, nhưng mà đa phần đó là đồ vườn, là ở nhà có sẵn thì người ta cắt ra người ta bán. Ta bán giá thì nó cũng tương đối là rẻ anh chị, kiểu như là ở nhà ăn không hết rồi đem ra bán rẻ cho người dân, ai có dùng thì dùng chứ để mà nhiều quá ăn không hết thì nó cũng hư. Ở đây cũng có một cái chỗ người ta bán là một cái chợ nhóm, bán cũng đủ đồ, thịt cá rồi rau cải trái cây đầy đủ.
hướng phía bên tay phải của mình đây là nghe đây là một cái gian hàng thịt. Tàu án dọc lên đường. Chủ yếu hôm nay thì em cũng ghi hình một tí về cảnh nhộn nhịp buổi sáng ở Bến Tre, cảnh bà con đi kiếm sống, kiếm cơm ha. Rồi các chợ xã, chợ nhóm mình bán đồ cũng rất là đông vui. Để chị mình xem lại cảnh nhộn nhịp của Bến Tre buổi sáng. Thì video của em chắc em cũng sẽ tạm ngừng tại đây nha. Em cũng hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo ha.